Xu hướng son năm 2017 đang thiên về những thợ son bóng, nhưng không vì thế mà son kem lì sẽ bị các chị em ngó lơ phải không này? Do đó, Hit Amix đã rất háo hức để review và so sánh siêu phẩm son lì mới tân ngày hôm nay. Bộ son Kylie Matte Liquid Semi Monus nằm trong Summer Collection của Kylie Cosmetics. Kit này gồm có 4 thỏi son, toàn bộ đều là chất son lì và tông màu nude thì rất là đẹp. Nách kịch là tông nude be màu siêu nhạt, màu này hơi khó dùng và chỉ hợp với các bạn có khuôn mặt tây hoặc là mê makeup đậm. Với đầu cọ khá là nhỏ và linh hoạt, bạn sẽ dễ dàng đi được viền môi một cách rất là chuẩn xác. Semi Monus thì sẽ có 2 kit với 2 chất son khác nhau là Matte và Velvet. Nhưng vì mình không mua được bộ Velvet nên hôm nay chỉ ghi swatch bộ Matte thôi. Chất son Matte của dòng này thì khá là lỏng, khô nhanh, có một chút dính môi nhưng lại không làm nặng môi tí nào hết. À, các bạn nhớ là phải tô son dưỡng trước khi đánh son và nếu được thì là cả ngay sau khi đánh luôn nha. Birthday Shoot là màu nude be ấm hơn một chút vì có một chút sắc cam. Tuy nhiên, nhìn chung thì màu này vẫn khó dùng cho các bạn nữ Việt Nam. Mà lỡ mà đã mê makeup đậm thì mà còn mê nút nữa thì màu này cực kỳ thích hợp nha. Nhưng chất son thì có vẻ là ít khô, không tạo cảm giác khó chịu như là màu nách kịch. Tiếp theo là một tông nút hồng khá là dễ dùng, chất son mướt, nhẹ hơn hẳn so với hai màu trước. Tuy nhiên màu này lại làm vàng răng nhiều. Ở set son này thì điểm mình thích nhất chính là thiết kế bao bì cực kỳ đẹp, bắt mắt với phần họa tiết vàng sang trọng. Mùi son thì thơm ngọt ngào như một chiếc bánh và chỉ muốn cắn một miếng thật là to. Commando là màu be có sắc cam đất nung, dễ dùng nhất trong cả 4 màu. Bạn nào mà thích trẻ trung này, tự nhiên thì màu này cực kỳ thích hợp để dùng hàng ngày. Nhược điểm là màu son lên không đều đã được khắc phục triệt để trong set son này và cũng chỉ cần một lần cọ là bạn đã đủ để tô hết môi rồi. Chất son lì, lâu trôi nhưng lại không hề khó tẩy trang. Để chấm điểm thì mình sẽ cho set son này 7 trên 10 điểm. Vì điểm trừ là ở hai màu đầu tiên hơi khó dùng. Tuy nhiên nếu bạn thật sự thích son của Kylie thì rất đáng là để thử luôn đó nha. Nếu bạn thích Happy Skin Review và swatch bất kỳ sản phẩm nào, nhớ comment bên dưới và đừng quên subscribe channel của Happy Skin để xem thêm nhiều video hay hơn nữa nha. Bye bye!